Oh,
Em ơi, mảnh đất quê ta bao lớp ông cha đã hy sinh gìn giữ. Phần cháu con chúng ta phải sống sao cho vẹn chứ. Mới học phấn xin kính chúc câu lạc bộ gia quy làm ăn phát tài nhiều khách ạ. Chúc cho quý thị khán giả Kim Sơn mình luôn luôn được mạnh khỏe và vui vẻ làm ăn phát đạt ạ. Em cảm ơn tiếng hát của chị và anh chị, và em cũng kính chúc cho anh chị năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn ạ.